Ủa mà hả? Mình đâu cần quay đâu. Đâu có cần quay đâu, chỉ cần chĩa con chuột vô là nó cũng tự quay rồi, chứ đâu có cần quay đâu. Holy shit. Ok, hello xin chào mọi người. Mình là Kea, thì hôm nay mình sẽ chơi Roblox Spinificate. Thì có cần gọi khác là gì Spinner á. Thì cái trò này á thì nó đang thịnh hành ở Việt Nam và cũng như ở nước ngoài, thì hầu như là nước ngoài nó thu du nhập về Việt Nam thôi. Thì cái này nó tác dụng của nó là giảm stress. Ví dụ như buồn buồn nó biết làm gì đó, thay vì căng móng tay móng chân hay là bấm bút hay là gì đó thì người ta lôi cái này ra ta chơi. Thì mục đích của cái game này cũng vậy, là mình sẽ xoay cái này để mà mình kiếm cái spin này nè. Đó. Và mình sẽ nâng cấp cái và mình sẽ upgrade cái này của mình lên, nâng cấp cái này lên để cho nó nhanh hơn chẳng hạn, hoặc là sau đó mà mình kiếm được càng nhiều spin càng tốt. Ok thì customize hả, không có gì hết. Thì hiện tại bây giờ là ở đây nó có cái trade lobby nè. Rồi thì đằng trước của mình đây, skin default đây, chưa có cái gì hết. Thì mình sẽ đi vô trong đây để mà mình lấy cái rương của nó. Thì cái rương của nó đầy, nhưng mà muốn lấy cái rương của nó không phải dễ đâu. Khó lắm. Để coi nó nói cái gì đây. À, what is it thôi, chứ còn who are you thì họ chắc không cần thiết. Nó nói là hoàn thành cái upbeat này để mà nhận cái cây nè. Đó, hoàn thành cái upbeat này chỉ có 3 bước này thôi. Nhưng mà mình mà thất bại một phát là coi như mình phải đợi cái 20 mấy giây sau thì mình mới được đi clip. Còn một khi mình hoàn thành nó là 1 phút sau mới được đi clip. Đó, ok thì bây giờ là mình ngó ngó gì chứ hoàn thành cái này nó cũng hên xui may rủi lắm nha. Ok thì mình may mắn thì mình được một lần duy nhất luôn. Thì ok thì bây giờ mình sẽ mình có thể quay spinner ở đây luôn hả? Wow. Cứ đủ một vòng là nó tính một spin. Cứ đủ một vòng là nó tính một spin. Vậy đó. Đó, mình được cộng một spin đó. Thì mình được cái gì cả, hồi nãy mình quên mất đi rồi. Hình như không phải upgrade mà là cái gì á. À đây, cái này mới đúng. Cái hồi nãy là không biết mà cái này mới đúng. Đây là skin PK nè, bấm vô cái custom spinner nè, skin nè, đó, mình sẽ, hồi nãy là mình vô mình được cái basic key nè. Bây giờ mình sẽ mở nó để mình nhận, nói chung tùy, hầu như cái này toàn là skin không à. Skin là nhiều. Ok không, nhận được skin common liền. Common, common, common là ok hay là uncommon là ok cơ? Hình như common là nó cao hơn cái ok nữa. Thấy được một cái skin khá là đẹp. Bây giờ mình sẽ sử dụng hay mình mình bán được nè, mình bán được 300 spin lận. Nhưng mà thôi từ từ bán. Ấy thì mình sẽ đợi thêm 1 phút nữa rồi mình sẽ đợi thêm 1 phút nữa để mà mình nâng cấp cái để mà mình vô mình đi thêm một lần đó. Khi mà mình xoay nè, thấy không, ngó cái thành ở dưới là speed á, nhưng mà phải xoay, phải đe con chuột mà xoay nha. Trời ơi, xoay mệt lắm á. Xoay một phát là không được, nó hư, nó thất bại liền đó. Ok được 1 lần. Ai xoay này nó khó thế không biết nữa. Xoay cứ cứ từ từ mà xoay thôi, chứ không có gì phải hấp. Cứ đúng 1 vòng là nó tính cho mình 1 spin. Mình được 3 spin rồi đó, hình như là mình đủ nâng cấp 1 lần rồi. Đấy. 5 spin. Bây giờ ok mình sẽ upgrade nó lên, 5 spin là được giảm giảm cái gì giảm cái này xuống nè. Còn only spirit này mình nghĩ chắc là gia tăng cấp độ của nó nhanh hơn thôi, chứ mình cũng không nghĩ nó là. Nói chung là mình nên nâng cấp cái này đi. Rồi, nâng được 2 đĩa rồi đó, nhưng mà nó quay nhanh hơn được một chút rồi nè. Nó quay nhanh hơn được một chút nhưng mà không có nhiều cả. Nói chung là vẫn còn khá là ít ỏi. Đấy. 6 spin rồi, 7 spin luôn. Mình sẽ nâng cấp cái reduce friction là do sẽ gì, do spinner sẽ nói chung là sẽ quay lâu hơn hả.
thử xem cái này mình cũng chưa gì. What the hell, nó có vụ giá lẻ nữa hả, 7,5 spin nữa hả? Ôi trời, lầy vậy. Ok, nói chung là nó quay nhanh hơn hồi nãy rồi đó. Mình không biết là nó quay nhanh hơn bao nhiêu, nhưng mà mình nghĩ mình cảm nhận được là nó quay cũng khá là nhanh rồi đó. Đấy, ok thì bây giờ mình sẽ mua tiếp một cái này. À, hình như là đủ một phút rồi, đủ một phút rồi. Mình sẽ quay lại cái trade để mà mình ở đâu rồi? À đây mới đúng. Ok. Bây giờ mình sẽ vượt qua khỏi cái một thanh niên mới vừa đụng vô một phát là chết liền luôn. Rồi ok, cho mấy thanh niên kia đi trước á, mình đi sau cũng được. Oh, thấy không, mới đụng một phát, đợi 30 giây sau mới được đi tiếp. Trong khi 30 giây đó mình sẽ ngồi mình quay cây. Quay đều, quay đều, quay đều, cứ quay cây thế là vận may nó sẽ đến thôi. Đấy. Quay cây thường xuyên là vận may nó sẽ đến. À, bây giờ cứ quay quay vậy đó. À, không biết nãy giờ được bao nhiêu rồi, mình nghĩ chắc cũng gần xong đó. Được rồi nè, mình vô được rồi nè. Đó, ok, bây giờ mình sẽ đi hoàn thành nó để mà mình kiếm tiền. Mình bán cái skin, mình bán cái skin để mà mình kiếm tiền thử xem có được không. Ok, được rồi, bây giờ mình sẽ quay ra mình skin tiếp. Mấy cái, nói chung là cái này toàn được basic không à, chứ không được nhiều, không được cái gì cả. Basic thì epic nó rất là ít, mà uncommon với lại common của nó rất là nhiều. Rare, rare, rare. Yeah, ok, mình được hàng hiếm luôn. Quá đỉnh, 1.000 spin. Ho. Mình sẽ sử dụng cái này và mình sẽ bán cái này đi. Bán đi. Ấy, 308 spin liền, ngon. Ôi, may mắn thì chứ mình lượm được một cái skin này quá sướng luôn, à, đúng sướng luôn. À, bây giờ mình sẽ upgrade nó lên, mình upgrade cái gì đây? Cộng một spin cho mỗi 30 giây, wow ít vậy. Bây giờ cái gì mình cũng muốn nâng hết á, không biết nâng cái gì luôn nè. Nói chung là mình sẽ nâng mấy cái này thử, cái này nữa. Ok, cái này và cái này. Ủa, multi spinning là gì? Chết cha, mình không biết mà mình cũng nâng đại. Cộng thêm này nữa xem. Wow, không được cái gì hết. What the hell? Thiệt tình chứ. Nói chung là cứ một spin là nó sẽ cộng dồn lên dần dần vậy đó. Đấy, ok, bây giờ mình sẽ nâng max cái này luôn thử xem. Mình lỡ nâng lố rồi. Cái trừ 37,5 spin lận. Wow, ok, mình nó quay nhanh hơn rồi nè, thấy không? Mỗi lần là cộng lên được 2 spin. Yeah. Nói chung là khá là nhiều rồi đó. Đấy không, quay cây, nói chung là quay cây càng nhiều. Đấy, mình quay khá là nhanh rồi đó. Quá chuẩn luôn. Bây giờ mình sẽ đợi đúng một phút nữa mình qua bên kia mình làm tiếp. Đó, mình quay nhanh hơn hồi nãy nữa. Bây giờ mình không biết làm sao để mà nó quay nhanh hơn nữa nè. Mình muốn nó quay nhanh hơn nữa mà không được. Thì mình sẽ cố gắng mình lượm càng nhiều cái cây để mà mình sẽ lượm càng nhiều cái cây. Ý, đừng có rớt, đừng có rớt. À, ok, không rớt, trời mừng vãi. À, mình có tưởng mình rớt không ấy chứ, ai giờ nó không rớt. À, mở để coi bây giờ nó mà quăng cho mình một cái epic là mình quá ngon luôn. Một cái rare cũng được, mình bán mình đủ có tiền rồi ha, đâu cần nhiều đâu. Một cái rare không cũng được. Rare, no, uncommon, thiệt tình chứ. Tại sao lại quăng cho mình một cái... Oh, uncommon mà nó còn... Wow. Đâu rồi, để coi cái cây của mình là gì đây. Oh, đồ common là đồ cùi. Đồ uncommon là đồ ngon hơn. Ok, nhưng mà mình sẽ bán nó. Đây, ok. Ngon. Sau khi bán xong là mình sẽ... Ủa, sao mình mất cái skin nữa rồi? Thiệt. Đấy. À, sau khi mình bán xong á, là mình sẽ nâng cấp cái này lên nè. Mình sẽ nâng cấp cái này lên luôn. 200 hả? Không, từ từ. Cái đó đều từ từ. Cái đó mình chưa biết đó là cái gì nha. À, ok, multi spin có nghĩa là mình sẽ cộng cái số cái mỗi lần nó quay là nó sẽ cộng lên một, thay vì lúc đầu mình quay là chỉ có một thôi, bây giờ là nó cộng lên nữa. Mình sẽ nâng.
Một spin ha? Không, cái này mình nghĩ chắc không cần thiết đâu. Cứ 30 giây nó cộng có một spin thì biết chừng nào mới đầy. À, mình nghĩ là mình sẽ phải không đủ tiền. What the hell, không có đủ tiền. Bây giờ mình cần là cần cái à, là không phải là tiền, mà là mình cần cái spin. Mình quay cây tiếp. À, quay nó quá nhanh luôn. Nhanh nè, anh chưa? Vãi nhanh. Wow, ấy tiền spin cộng như đúng rồi ấy. Đấy. Mình nghĩ là mình nên sử dụng cái 75 cái hai cái bao nhiêu đó, cái 150 tiền này nè, cái này nè. Đó, mình nghĩ mình nên nâng mát cái này. Nâng mát cái này mình xài cũng được kha khá tiền ấy chứ. Gia tăng cái gì đó trong 1 giây là sao, cái này mình chưa hiểu lắm nè, nhưng mà nói chung là cũng nên thử ấy chứ. Rồi, ok, thì bây giờ mình sẽ ra mình đi tiếp. Ý đừng đừng có đẩy, đừng có đẩy. Đẩy là dại á, trong đây đẩy là dại đó, đừng có đẩy. Đấy 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 đấy, ok, yeah, một cái nữa, ngon stream. Nãy giờ là cũng khá là ổn ấy chứ. Ok, mình sẽ mở tiếp. Cố gắng cho mình một cái rare hoặc là một cái epic đi, một cái epic cũng được, hoặc cái rare cũng được, hoặc là cái gì đó. Nói chung là hiếm là được. Ok, đồ in common. 450 tiền, 450 spin cũng được. À, mình sẽ bán nó đi, bán nó đi, sell. Và mình sẽ sử dụng cái này. Ok. Ok, thì bây giờ mình sẽ phải nâng cái gì đây ta? Mình không biết mình nâng cái gì luôn á. Khá là căng à. Thử cái 250 này coi, mình không biết cái này là cái gì nè. À, hình như là deceleration hình này, nhưng nó là cái gì đó, cái hồi lúc mà chơi cái game Vehicle Simulator mình cũng quên mất nghĩa của nó rồi. Trời, thiệt tình chứ. Còn lại bao nhiêu, 248 hả? 248 thì mình sẽ nâng cấp tiếp một cái này để cho nó mát luôn, để coi nó là cái gì chứ. Đấy, quay lên là được cộng 4 liền. Mình thấy nó quay nhanh hơn nữa rồi đó, càng lúc nó càng nhanh rồi đó. Cái gì chứ, hai cái này là mình đã mát rồi, mấy cái kia là mình đã mát rồi, nhưng mà mình nghĩ mình giữ cái skin làm gì, có skin này để hạt đậu nè, skin này nè đó, mình không biết mình giữ làm gì nữa, nên mình nghĩ chắc mình bán nó luôn. Ấy, ok, được 1.000 tiền, hết bài liền. Lúc đó là bây giờ là mình sẽ phải mua cộng 10 spin. 2.500 lận mắc như quỷ, cộng 10 spin cho một lần quay nè, nhân 2 speed hả, cũng được, mình cần nhân 2 hơn. À, cái này mình không biết đó là gì nên mình chắc mình nghĩ mình để nó sau đi. Đó, tốc độ của mình đã được nhân 2 lên nè. Yeah, trời ơi, không thấy nó xoay chưa, nó xoay bá đạo chưa. Đấy, xoay như vậy mới gọi là không, không vậy chưa gọi là ổn lắm, nhưng mà nói chung là xoay nhanh hơn hồi trước rồi. Ok, bây giờ mình sẽ ra mình bắt cua thêm lần nữa. Cứ mỗi lần bắt cua là mình được một cái hey, bây giờ là easy thôi. Bây giờ mình vô mình mở tiếp để coi nó tặng cho mình cái gì đây. Để coi. Oh, sao không nhích qua một chút nữa? Lại là hàng uncommon có 150 spin nè. À. Hàng cứu bắp. Sell luôn, ghét rồi. Chứ để làm gì nữa. Oh, tưởng sao nó đưa cho mình hàng... tưởng sao đưa mình hàng cùi. What the hell? Thôi, để dành tiền đó. Mình sẽ để dành tiền đó. Ồ, 20 mấy giây lận hả? Lâu quá. Bây giờ mình sẽ ngồi mình quay cây clip. Đấy. Ok, bây giờ cộng 4 một lần quay là nó cộng 4.
Ồ mà hả? Mình đâu cần quay đâu. Đâu cần quay đâu, chỉ cần chĩa con chuột vô là nó cũng tự quay rồi, chứ đâu cần quay đâu. Holy shit, không có biết. À chứ cần chĩa con chuột vô một cái là quay rồi, chứ mình đâu cần phải ngồi mình xoay xoay. Trời, thiệt là chứ bó tài luôn á, mình tưởng nó là mình phải ngồi quay thấy bà chứ ai vậy, không phải đùa. Ok, bây giờ mình sẽ phải đi vô đây tiếp. Ok, một cái nữa thôi, ngon. Cộng một cái nữa. Ủa dè luôn. Bây giờ mình sẽ mở tiếp. Mở. Rare. Ebit. Ebit đi. Mình cần Ebit. Cho một cái Ebit thôi cũng được. Cái dãy nhạc đâu vậy? No. Ebit. Yeah. Trời. What the hell vậy mà cũng được một cái Ebit luôn hả? Wow, 5.000 spin luôn. Đù, sell liền. Trời trời. Ôi, hôm nay mình khá là may mắn ấy chứ. 5.000 spin luôn. Wow. 5.000 spin, bây giờ mình sẽ làm cái gì? Mình không biết mình phải làm cái gì cả. Mình nói chung là mình sẽ nâng cấp cái này lên. Cộng 10 tiền. Và cộng cấp độ luôn. Có cần cộng cộng cấp độ không ta? Thôi kệ, nó cần luôn. Đấy, ok, bây giờ quay lật trời. Thoải mái còn gà mái liền ha. Click vô trời, chuyện nhỏ như con thỏ thôi mà trời, giờ tiền lên là vô tư. Đấy, hấp bại luôn ha. Trời, may mắn thôi mà, may mắn. Không có gì khó hết, may mắn thôi. Giờ mình click cho nó chạy không là mình cũng đủ có tiền, mình không mình có không, nói chung là vẫn phải lâu lâu vẫn phải đi vô trong kia để mà mình làm cái rương. Chứ thật cần chứ bây giờ mình ngồi mình đè chuột chừng nửa tiếng thôi mình cũng đủ lên được cả đống tiền rồi. Ấy, quá đỉnh quá đỉnh. Để coi bây giờ mình cần mua thêm gì nữa không ta. Giờ mình nhiều tiền rồi, bây giờ mình mua này luôn cũng được mà, đúng không? Mua, chết cha, lố 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 lố. Hello, cộng được 19 tiền. Cộng được 19 spin. Quá chuẩn. Bây giờ cấp độ của mình quay là hay gì nào, nó quay chậm là còn thấy ba cánh mà, còn bây giờ là nó quay nó thấy một đống cánh rồi đó. Vậy là thành công rồi đó. Đấy. À, rồi thì ok thì chắc mình sẽ dừng video này tại đây thôi. Thì nếu như các bạn nào thích thì hãy like, share video này và đừng quên subscribe channel của mình để nhận thêm nhiều video mới nhé. Bye bye.